Ôi, chào tất cả mọi người đến với video mình nhé. Hiện tại là em đang có một bộ chú ngựa gò đỏ Yabema anh em nhé, gò đỏ Nam Phi đấy ạ. Hiện tại tấm này thì thợ em nó mới build lên một tí thôi, tấm này còn chưa phong bóng anh em nhé. Hiện tại bộ này á thì nó kích thước của nó là dày đang 20, rộng là 1m6, dài là 3m28. Bộ này là phe cạnh tự nhiên anh em nhé, hàng phe cạnh tự nhiên nhá. Cạnh này là em chưa làm nhá, cái cạnh này là em chưa làm này, tại vì là thợ em nó chỉ mới phun mặt thôi, cạnh còn nguyên xi luôn đấy. Đấy mọi người có thể nhìn thấy nhá, hiện tại tấm này thì nói chung là tấm này là rất là đẹp, tại vì tấm này hầu như là không lỗi, nó có một tí dập ở đây thôi, còn ngoài ra là nó không bị nứt một tí gì anh em nhá, tấm này là không có nứt nữa. Đấy. Hiện tại tấm này thì em đang bán với giá là 55 triệu làm 3 ship nhé. Dài là 3m28, dày là 20 phân, rộng là 1m6 anh em nhé. Vân thì rất là ok nhé. Tấm này mà phun bóng lên nữa rất là đẹp ạ. Anh em mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Còn số Zalo thì em sẽ để trên phần tiêu đề. Anh em mà quan tâm thì có thể các bạn qua Zalo gọi video trực tiếp cho mọi người xem luôn. Đây là số điện thoại của em thì đây nhá, ai cần thì cứ liên hệ gọi điện trực tiếp cho em là qua hai số này nhá. Rồi xin kết thúc video ở đây ạ.